Đi làm mẹ à? Dạ, con đi mua cho mẹ những thứ này nha. Vâng. Một gói muối, một gói bột canh và một chai mắm. Nhớ thế con không nhớ đâu. Mang giấy bút lên để ghi cho. Đẹp không? Có. Xe này mới Linh Boy tặng cho anh đấy. Hai em có thích chiếc xe này không? Có. Có. Nếu mà hai em thích phải gọi anh là đại ca. Xin chào đại ca. Và đây anh chỉ cách. Bây giờ anh sẽ giới thiệu chi tiết chiếc xe này cho các em nghe nha. Đây là chiếc xe Coaster anh ăn bánh Marine Boy để trúng thưởng nên là có hình con cá voi nha. Chiếc xe này có thể nâng hạ tay lái và có hai cách để sang trái sang phải. Một là nhấn chân vào đây, hai là bẻ tay lái như này. Bây giờ anh sẽ đi thử cho các em nha. Đại ca cho em đi thử. Đại ca cho em đi thử. Ừ, em đi trước. Đưa chân lên. Đưa chân lên. Đúng rồi.
này thích không? Có. Đi vào đây anh bảo. Bánh Marine Boy Tết có các giải để mình trúng thưởng này. Bây giờ anh sẽ đọc các giải trúng thưởng cho các em nhá. 100 giải siêu xe cá mập Sacco, 500 giải xe Coaster cá voi Wally, 2019 giải ba lô cá mập Sacco, 2019 giải ba lô cá voi Wally. Bây giờ anh cho mỗi em một hộp, bóc ăn đi, nhớ đâu lại trúng thưởng. Nếu trúng thưởng thì nó có thẻ. Thế là gì? Chúc bé may mắn lần sau. Chúc bé may mắn lần sau. Lần sau các em ăn sẽ có thưởng. Hôm trước anh ăn bánh này anh trúng thưởng cái xe đấy đấy. Bây giờ anh sẽ phát cho mỗi em 2 hộp để về nhà ăn nhé.